Hi, my name is Hua. I'm 24 years old and now I'm living in Dakhlak City. In my free time, I usually play guitar, sing with friends, and watch movies. I also play hago because hago very funny. We can singing together, chatting, and playing games. Today, I will casting to try Daisy team, and if you love me, please follow me. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hòa, năm nay mình 24 tuổi và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Sở thích của mình mỗi lúc rảnh rỗi đó chính là chơi game, nghe nhạc, chơi guitar và hát hò cùng với bạn bè. Và cách đây 2 năm thì mình được một người bạn giới thiệu cho app Hago và sau quá trình tìm hiểu thì mình hoàn toàn bị chinh phục bởi những cái tính năng vô cùng hấp dẫn của Hago. Chúng ta có thể chơi game cùng nhau này, chúng ta có thể gặp gỡ rất là nhiều bạn bè trên bốn phương và đặc biệt là thỏa mãn niềm đam mê ca hát bằng cái tính năng mở room karaoke. Và làm user cứng của Hago đã được 2 năm rồi và hơn nữa mình còn là một MC chính thức của những event Hago. Thì hôm nay mình muốn thử sức ở một cái lĩnh vực mới đó chính là idol livestream và hôm nay mình sẽ casting để làm idol cho tên Daisy. ID của mình là 61529400 và nickname của mình là Daisy. Nếu như các bạn yêu mến mình thì có thể ấn follow mình để chúng ta có thể gặp gỡ, nói chuyện với nhau nhiều hơn trong những lần livestream tiếp theo nhé. Và bây giờ mình sẽ gửi tặng đến tất cả các bạn user một ca khúc được mang tên là Dance Monkey. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. They say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my tear, and look me in my eyes. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I need to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Don't mind, I like your style. You make me wanna try. And now I need to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Mình cũng muốn hát cho tất cả các bạn user nhiều bài hát hơn nữa nhưng mà cái thời lượng casting thì có hạn nên là nếu như các bạn yêu mến giọng hát của mình thì các bạn có thể nhắn follow mình và chúng ta có thể tán gẫu với nhau và hát cho nhau nghe nhiều hơn trong những lần livestream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.